Tập 4. Hàng nhái là đầu cơ trục lợi, là hành vi lách luật. Về mặt pháp luật, đã phạm quyền sáng tác, quyền thương hiệu, một loạt các vấn đề về quyền lợi. Vì vậy tôi nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc hành vi này. Anh theo dõi tôi. Chắc cô biết Nhiếp Tư Kỳ chứ? Cô ta mặc mẫu thiết kế mới nhất của công ty chúng tôi xuất hiện ở quán rượu, vừa hay bị tôi bắt gặp. Soái ca, anh làm quen như vậy không được đâu. Anh là fan của tôi đúng không? Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Cái mà tôi nhìn là quần áo. Đây là bản thiết kế của quý này. Năm nay sản phẩm của chúng ta nhất định sẽ trở nên hot trong mùa này. Cậu lấy ở đâu ra vậy? Điều này cậu không cần quan tâm, chỉ cần làm theo lời mình. Nếu như để mình đẩy mạnh tiêu thụ, nhất định sẽ có nguồn tiêu thụ. Bộ này được hoàn thành dựa theo bản thiết kế cậu đưa mình. Bạn tôi thiết kế đó. Đây là mẫu mới nhất mùa này của DI. Buổi họp báo hôm nay mới bắt đầu giới thiệu mà cô đã có rồi. Xem ra cô ăn cắp bản quyền quen tay rồi. Hoàn thành mục tiêu trong vòng nửa năm, chỉ dựa vào Linh Sang thì hoàn toàn không khả năng. Nếu như có thể đem tất cả những thiết kế nhái mà cậu nói biến thành sinh lực của bộ phận thiết kế, tôi nghĩ DI có hy vọng lên sàn. Rất dễ vận dụng mỹ học của phương Đông để thể hiện sự tinh tế, đoan trang, mỹ cảm của truyền thống Trung Quốc. Truyền thống? Giống như cô ta không biết công ty cần gì. Đừng cho rằng cô ta sửa được vài bộ quần áo thì có thể làm nhà thiết kế được. Em đã điều tra cô ta. Giống như cô ta chưa từng được đào tạo chính quy. Em không muốn gì áp lực mà công ty muốn lên sàn lại đưa ra lựa chọn sai lầm. Chủ nhân của mấy bản thiết kế này, tuy rằng tư duy chủ đề chưa đủ trưởng thành, nhưng cái cách cô ấy vận dụng những yếu tố đúng là có tính ứng dụng rất cao. Alo, chuyện gì? Bản thiết kế thứ hai mà Linh Sang sửa xuất hiện trong buổi trình diễn mùa này của Vũ Huy. Lập tức thông báo xưởng dừng sản xuất. Cạn ly. Ăn tự nhiên nhé. Hôm nay cảm ơn mọi người. Nếu không có các cậu, nhất định mình không thể hoàn thành. Đã thấy chưa Nhiếp Tư Kỳ? Anh rất hữu dụng đấy. Chỉ biết cắt chỉ thì có bản lĩnh gì chứ? Học sinh tiểu học cũng biết. Tụi em nói kìa, một cái máy to đến mấy, chỉ cần thiếu một con ốc con vít cũng không thể hoạt động. Chứ đừng nói đến một người lớn như anh. Hai người muốn cãi nhau thì về nhà cãi. Về nhà? Ai mà thèm chứ. Bây giờ mình sẽ lắp cái miệng của mình. Nhậm Hút, không phải em nói anh đâu. Anh đừng suốt ngày bắt nạt Tư Kỳ nhà em. Anh có đàn ông không? Diệp Tư Kỳ, đàn ông, em không tính toán với anh. Ngôn Hạ, mình nghe giọng của Đinh Văn Hiếu đó rất có tự tin. Nhất định anh ta là một soái ca đúng không? Mình không nhìn anh ta đẹp trai chỗ nào. Đẹp trai đó mà, là mị lực từ trong cốt tỏa ra, không phải dễ bề ngoài. Không sai, chính xác. Vậy anh có đẹp trai không? Anh biến sang một bên đi, có ai hỏi anh đâu. Ngôn Hạ, nói thật đi, Đinh Văn Hiếu đó rốt cuộc có đẹp trai hay không? Đẹp trai hay không là vấn đề thẩm mỹ của mỗi người. Nhưng mà mình biết hắn ta có bệnh. Có bệnh? Bệnh gì? Nhìn trộm. Nhìn trộm? Cậu bị anh ta nhìn hết rồi à? Đang nghĩ cái gì vậy? Thế thì nhìn trộm cái gì? Thì anh ta... Ngay cả tam làm rồi cũng giám sát mình. Hôm nay mình nhất định phải tranh luận với anh ta mới được. Ngôn Hạ, cậu đi đâu vậy? Có chuyện gì thế? Lúc làm việc thì sợ tôi ăn cắp bản quyền, tịch thu điện thoại và túi của tôi. Thời gian sau khi tăng làm thuộc về tôi rồi. Anh dựa vào đâu mà xen vào? Tôi dựa vào đâu xen vào à? Bởi vì các bản thiết kế của công ty lại bị lấy cắp rồi. Liên quan gì tới tôi? Điện thoại và túi do anh cầm mà. Tôi dùng gì để ăn cắp? Tôi nói anh biết, đừng có suốt ngày dán mắt vào tôi. Mời anh đi ra khỏi cuộc sống của tôi đi, có được không? Làm cái gì vậy? Tôi hỏi cô. Nhiếp Tư Kỳ, tránh ra.
tôi chết rồi. Diễn cảnh có phải rất đẫm máu không? Rất thê thảm đúng không? Đúng. Đẹp đến nỗi không nỡ nhìn. Chủ tịch của DI, sao có thể nằm cùng Ngôn Hạ ở trước đầu xe như vậy được? Xin lỗi. Làm cái gì vậy? Nếu như con muốn chứng minh mình không ăn cắp, vậy thì đi cùng tôi. Đi. Đây đúng là mô típ của tổng tài bá đạo. Tình tiết của vở kịch này phát triển cũng nhanh quá. Người nhìn trộm thì bị nhìn trộm, thế mà lại trở thành bạn. Nhất định là bị nhìn sạch rồi. Cũng phải. Thuận theo rồi hả? Anh đang nói Ngôn Hạ với Đinh Văn Hiếu thật sự ở bên nhau rồi sao? Vậy còn em với Hứa Mặt Trần không phải sẽ có cơ hội sao? Đúng là không nhìn ra anh lại hiểu con gái đến vậy. Con gái giống như một quyển sách, làm gì có chuyện dễ dàng đọc để hiểu được. Tôi chỉ có cảm giác đồng cảm khi nhìn thấy một người ăn cơm một mình thôi. Hứa Mặt Trần, anh đã thu hút được lòng hiếu kỳ của tôi rồi. Ở công ty, anh có ý kiến đối với nhà thiết kế của tôi, rồi lại tự mình tìm tôi tâm sự. Rốt cuộc anh là một người như thế nào? Muốn hiểu tôi sao? Muốn. Nhưng tôi không muốn nói. Đi thôi, không còn sớm nữa. Chúng ta về thôi. Không cần. Tôi tự mình đi về. Đến hiệu mai làm gì? Không phải cô nói không ăn cắp sao? Vậy thì mở cửa ra tôi kiểm tra. Đinh Văn Hiếu, có phải anh hơi quá đáng rồi không? Quá đáng sao? So với một kẻ ăn cắp thì không quá đáng chút nào. Anh cứ một câu là nói tôi ăn cắp ăn trộm. Tôi nói thẳng tôi không ăn cắp bất cứ thứ gì của DI. Vậy quần áo Nhiếp Tư Kỳ mặc ở đâu mà có? Tôi nào biết đó là một sự cố ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Nếu như ngoài ý muốn, vậy tại sao thiết kế của DI bị tuồn hết ra ngoài? Ngày đầu tiên tôi đi làm sao tôi biết được? Hơn nữa, anh đã tịch thu điện thoại của tôi, lại còn đặt định vị nữa. Nếu như cô muốn chứng minh, vậy thì mở cửa cho tôi tìm. Vì để chứng minh sự trong sạch của tôi. Được, tôi cho anh tìm. Cái này không thể xem. Tại sao không xem được? Tôi nghi ngờ những bản thảo thiết kế của DI đều ở trong đó. Trong đây không có. Vậy trong đó là gì? Là những bản thiết kế của DI đúng không? Chỉ có một bản thiết kế DI, ngoài ra không có gì hết. Cô tôi là thằng ngốc à? Nếu như chỉ có bản này, vậy tại sao không cho tôi xem? Đây là anh Bân đời trước truyền lại. Tại sao tôi phải cho anh xem chứ? Tôi thấy cô chột dạ thì có. Đúng là không có đâu. Tôi không ăn cắp thiết kế của DI. Bản này là do Tư Kỳ đưa cho tôi. Tôi không có thật mà. Nếu anh không tin thì hỏi Tư Kỳ đi. Đi thôi, đưa em về nhà. Ngồi cái xe máy của anh mất giá lắm. Hôm nay anh thấy em tiền mất tật mang, nên muốn giúp em tiết kiệm chút tiền xe. Anh không nói thì thôi, vừa nói là em tức. Giúp cậu ấy trong cửa hàng một ngày, ăn cơm xong nói chuồng là chuồng. Món nợ này em nhất định phải tính rõ ràng với kẻ không có lương tâm. Alo, Ngôn Hạ. Hả? Được. Đi. Không phải chơi ngồi xe anh mất giá sao? Sao lắm lời vậy? Đi thôi. Đi thì đi đâu chứ? Hiểu mày.
Tôi thề với trời, tôi không ăn cắp thiết kế. Bản thiết kế đó là fan gửi cho tôi. Tôi thấy kiểu dáng đặc biệt nên mới đưa Ngôn Hạ để cô ấy may. Fan của cô? Cô ấy là người nổi tiếng trên mạng, anh không biết sao? Ai cho anh nhiều lời? Cái gì gọi là nhiều lời? Anh ta vu cho Ngôn Hạ ăn cắp. Anh không chịu được, tôi oán hận anh đấy thì sao nào? Cô có thể tìm được người fan đấy không? Có lẽ được. Để tôi thử xem. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Có phải đi giày đế bằng thoải mái hơn guốc cao gót không? Vì vậy chạy sẽ cực nhanh. Xin lỗi, uống hơi nhiều, quên rồi. Ngày mai hãy nhớ mang theo giày. Gặp lại ở công ty. Ngủ ngon. Tuy là không vừa chân, nhưng thoải mái hơn đôi giày cao gót đó của cô nhiều. Nếu như không đi lại thì đúng là thoải mái. Nhưng nếu đi lại thì lại không dám đi. Vậy thì cô cứ đứng đấy đừng đi. Nếu như con người chỉ đứng mãi ở nơi bắt đầu mà không đi, vậy thì sao có thể đuổi kịp người khác? Sao cô cứ nhất định phải theo kịp người khác? Cô ưu tú như vậy, phải đứng nguyên một chỗ để người khác lại gần. Nếu như đôi giày này là của Văn Hiếu, đừng để cho bản thân mình có quá nhiều kỳ vọng. Nếu không chỉ có thể mang lại cho bản thân càng nhiều sự tổn thương thôi. Mình thật sự muốn đoạt lại đi ai vì bố mình, hay là vì muốn giữ Linh Sang ở bên cạnh? Ngay cả bản thân mình cũng không phân biệt được. Người ấy mà không những đẹp trai, hơn nữa trẻ như vậy đã là chủ tịch của DI rồi. Nhưng vẫn không bằng Hứa Mặt Trần của mình. Là ngày đầu tiên khi tôi đang live stream, sau đó nhân tiện giúp Ngôn Hạ quảng cáo hiệu may. Sao lại không tìm thấy nhỉ? Cô là bạn của Ngôn Hạ, hai cô liên kết lại để lừa tôi sao? Sao tôi phải lừa anh? Tôi và Ngôn Hạ trông giống quân lừa đảo sao? Nếu như anh không tin, anh hoàn toàn có thể giám sát 24/24. Giám sát 24 giờ. Đúng vậy. Nếu như Ngôn Hạ thật sự lừa anh, tuyệt đối không giấu nổi. Đây đúng là một cách. Bệnh nghi ngờ của cái tên đó nặng đến vậy sao? Trong lòng nhất định đã từng bị tổn thương. Ngôn Hạ, nhanh chóng hủy bỏ hợp đồng, không đi làm nữa. Nếu như hủy hợp đồng thì em cũng không đưa ra được chứng cứ có ích. Một khi bọn họ kiện em,
Vậy thì em phải bồi thường cho đi ai, tổn thất cả một quý. Như vậy cửa hiệu may này của bố em sẽ đóng cửa đấy. Em nhất định phải vượt qua được 3 tháng thử việc. Được rồi, nếu như em đã quyết định rồi, vậy thì anh cũng không nói được gì nữa. Hỏng rồi, anh phải nhanh chóng trở về. Anh sợ cái cô ngốc đó không ứng nổi với cái tên đó. Anh đi trước đây. Anh là tên biến thái, anh muốn mưu sát à? Anh ta vội vàng như vậy, không lẽ tư... Đừng mà, anh là tên biến thái. Tư Kỳ, Nhậm Hút, ngàn vạn lần đừng nghĩ không thông. Tuy rằng thân em bây giờ đã không còn trong trắng, nhưng chỉ cần anh không nói, em không nói thì mãi mãi không ai biết. Nhậm Hút, em bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Em bình tĩnh cái gì? Anh muốn em ra, anh tuyệt đối không buông. Tư Kỳ, đừng sợ, anh luôn ở bên cạnh em. Em không cần anh ở bên cạnh. Anh buông em ra. Anh không buông. Anh tuyệt đối sẽ không buông. Anh tuyệt đối sẽ không để em tự sát đâu. Tự sát? Đúng. Tuy rằng tên biến thái đó đã cưỡng hiếp em, nhưng tuyệt đối không được coi thường mạng sống. Đời người còn dài, đừng nên gì. Dừng. Anh xem đi, con dao trên tay em, có biết đây là gì không? Dao. Anh có biết cái này dùng để làm gì không? Cắt cổ tay. Đây là dao cạo dùng để cạo lông mày. Sao có thể tự sát được? Nói như vậy, không phải em muốn tự sát. Đang yên đang lành sao phải tự sát? Vậy tên biến thái đó, anh ta không Nhậm Hút. Đó không phải là đôi giày của giám đốc thiết kế đi hôm qua sao? Đúng vậy. Sao trong tay của anh Hứa rồi? Anh Hứa và giám đốc thiết kế, còn cả cô thiết kế mới đến nữa. Quan hệ của bọn họ lằng nhằng thật. Giày cao gót của cô. Này. Sao lại sạch vậy? Mới sáng sớm tôi mang đi làm sạch. Vì vậy rất sạch sẽ. Của tôi đâu? Thật xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Bởi vì bẩn sao? Cô không giống tôi. Cô là giám đốc thiết kế của công ty. Vận mệnh công ty đều ở trong tay cô. Tôi chỉ là một người mẫu. Chỉ khi nào cô có tác phẩm mới phối hợp biểu diễn cùng tôi. Cô đó nghiệp vụ bận rộn, tôi thì nhàn rỗi. Nếu như cô có những chuyện nhỏ nhặt như vậy không giải quyết thì cứ giao tôi. Giám đốc Đinh, điện thoại và túi đều giao cho anh giữ. Đang làm tôi sẽ đến lấy.
giám đốc Đinh gấp như vậy, ngay cả gõ cửa cũng không gõ. Tìm em có việc gì không? Anh muốn để cho Ngôn Hà phải làm ra 10 bản thiết kế trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Cô ấy là người anh tuyển vào. Sao anh không nói trực tiếp đi? Cô ấy thuộc bộ phận thiết kế do em quản lý. Anh không muốn vượt quyền. Những thiết kế mà em sửa, anh đã bảo xưởng sản xuất dừng lại rồi. Cái gì? Bởi vì những mẫu đó đã được chủ quyền công bố rồi, lại bị ăn cắp. Nhất định là Ngôn Hạ. Tối hôm qua anh tới hiệu may năm tháng nhạt nhòa, nhưng không tìm được chứng cứ. Bây giờ chỉ là phán đoán của anh, vẫn chưa dám khẳng định. Ngay cả đến anh cũng nghi ngờ, vậy sao anh còn để cô ta tới công ty làm gì? Vì để hoàn thành mục tiêu của công ty. Anh không muốn vì hoài nghi của anh mà làm mất đi bất cứ cơ hội nào. Giang Hiếu, Đinh Sang, em hãy nghĩ kỹ đi. Sau khi em hoàn thành xong bản thiết kế, đã đưa trực tiếp cho Thái Ngân đúng không? Hôm đó, sau khi hoàn thành xong bản thiết kế, vừa hay Mạc Trần đến tìm em. Xem ra cô đã tiếp thu ý kiến của tôi rồi. Không phải. Vậy sao lại cố gắng làm việc đến thế? Không lăng tăng sao? Bởi vì Giang Hiếu đã tìm được cách giải quyết những việc này rồi. Vì vậy bây giờ tôi phải nhanh chóng đuổi kịp bản thảo. 3 ngày sau phải giao phiên bản mới rồi. Vì vậy có thể nhờ anh giúp tôi đưa cái này cho Thái Ngân được không? Tiện tay lấy hộ tôi ly cà phê. Được thôi. Em liền bảo anh ấy tiện tay đưa cho Thái Ngân. Không phải là không thể nào. Bố của Mạc Trần là người sáng lập DI. Cậu ấy sẽ không hại DI đâu. Nếu không phải là Mạc Trần, nếu không phải Ngôn Hạ, thì người bị tình nghi lớn nhất không phải là Thái Ngân sao? Chuyện này em đừng nói bên ngoài. Anh không muốn nội bộ hoang mang. Em theo sát bản thiết kế của Ngôn Hạ. Chuyện này để anh xử lý. Thái Ngân, giám đốc Đinh, cô cầm bản thảo thiết kế của giám đốc Mộc và giao trực tiếp cho dây chuyền sản xuất. Còn qua tay ai nữa không? Sau khi anh hứa đưa bản thiết kế cho tôi, tôi lập tức giao cho tổ trưởng Lưu. Trong máy tính của tôi vẫn còn có ghi chép này. Thiết kế của công ty lại bị ăn cắp bản quyền. Không phải là trong nội bộ công ty có người đang giở trò đấy chứ? Tôi đã điều tra máy tính của Thái Ngân. Thời gian giao bản thiết kế là 3 giờ 45 phút. Tôi cũng đã xem camera. Cậu đem bản thảo cho Thái Ngân là 3 giờ 45 phút. Thái Ngân không có bất cứ hành động bất thường nào. Nhưng cậu lúc lấy được bản thảo là 3 giờ 25 phút. Từ văn phòng Linh Sang đến văn phòng Thái Ngân cần nhiều nhất là 5 phút. Trong khoảng thời gian 15 phút này, cậu đi đâu? Tôi đi đến phòng nghỉ nhân viên. Linh Sang nói muốn uống cà phê. Bởi vì phòng nghỉ nhân viên không có camera, cậu sẽ không nghi ngờ tôi chứ? Cậu đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn tìm ra kẻ cắp. Trước khi kẻ ăn cắp vẫn chưa lộ mặt, tất cả nhân viên của DI đều là kẻ tình nghi. Ở vị trí làm việc của Ngôn Hạ cũng có thể chụp ảnh Thái Ngân. Đừng quên, máy ảnh pin hầu có thể ở khắp mọi nơi. Mình không thể để bị coi là kẻ cắp mãi được. Hôm nay mình nhất định phải chứng minh năng lực của mình. Giám đốc Mộc, tôi biết trước giờ tan làm tôi phải giao được 5 bản vẽ thiết kế. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành. Là 10 bản. 10 bản? Hôm qua 5 bản, hôm nay 10 bản. Cứ làm như vậy, vậy thì 3 tháng này
không thể nào. Tôi không cần biết có thể hay không, tôi chỉ phụ trách truyền đạt lại. Sau khi cô vẽ xong, cứ trực tiếp giao cho anh ấy. Truyền đạt? Ai truyền đạt? Cô cảm thấy còn ai có thể bảo tôi truyền đạt lại chứ? Đinh Văn Hiếu. Alo, Hà Bì. Vì để lấy lại số lượng fan của mình, lại có thể làm hối cho Ngôn Hạ và Đinh Văn Hiếu, lại tóm được Hứa Mặt Trần. Đúng, cứ làm như vậy. Ai có thể ngờ được một cô gái bình thường trông thì có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt, nhưng lại có hành động dũng cảm tỏ tình như vậy. Đây không phải là giám đốc Đinh sao? Sao ôm cái cô thiết kế mới đến như vậy chứ? Nếu như có người có thể đối với tôi giống như anh ta như vậy, thật ra các tình yêu các bạn chỉ cần tặng cho tôi một chút quà thì tôi cũng rất vui rồi. Cảm ơn. Cảm ơn bạn đã tặng cho tôi một cái kẹo mút. Cảm ơn bạn Hạt Sương Ban Mai đã tặng cho tôi 6 con tàu lớn. Cảm ơn, cảm ơn. Cái tin này đến quả đúng lúc, vừa hay có thể ngăn Đinh Văn Hiếu lại một chút. Hãy giúp tôi để ý Hứa Mặt Trần. Hứa Mặt Trần, anh ta không phải bạn thân anh sao? Sao lại thiết kế DI bị lộ ra ngoài lần nữa? Trong nội bộ DI ai cũng là kẻ tình nghi. Nhưng mà sao anh lại chỉ định anh ta? Bảo cậu làm thì đừng hỏi nhiều. Được, có tin tức gì thì nói tôi biết. Chú Thường, gần đây ít ra bên ngoài thôi. Đinh Văn Hiếu đang bắt đầu nghi ngờ cháu. Tên Đinh Văn Hiếu này đúng là không đơn giản. Nhanh như vậy đã thấy có điều không ổn rồi. Vẫn may cháu đã sắp xếp được một quân cờ. Nếu không, cục diện của chúng ta đã bị phá rồi. Đợi sóng gió này qua đi thì chúng ta hành động. Biết rồi, Mặt Trần. Giám đốc Đinh, đây là 10 bản thiết kế. Tôi đã hoàn thành trước rồi, có thể tăng làm chưa? Có thể. Đợi tôi tiễn cô. Không cần đâu, không phải vấn đề cô không cần. Là trước khi cô rửa sạch được tội ăn cắp, tôi sẽ giám sát cô. Được thôi, vừa hay tôi có thể tiết kiệm được một khoản lộ phí. Xe ở tầng hầm, cô xuống trước đợi tôi. Mẹ, chị và cái anh đẹp trai đó đã ôm nhau ở đường kia. Phát triển nhanh vậy sao? Mẹ xem nào. Không đúng, người này không phải người đó. Không phải à? Vậy thì là ai? Cái người này không phải là người ký hợp đồng với chị con. Không thể nào, con nhìn thấy đúng là người này. Mẹ, mẹ già nên mắt mờ rồi. Không thể nào lại nhìn nhầm được. Nếu như mẹ không nhìn nhầm, vậy không phải chị con bắt cá hai tay chứ? Tôi đã gấp rút thông báo với nhà máy dừng sản xuất rồi. Bây giờ chỉ dựa vào mỗi 3 bản thiết kế và doanh số bán được chỉ có thể đạt 60%. 40% còn lại phải làm thế nào đây? Trước khi kết thúc quý này, chúng ta vẫn còn thời gian là 2 tháng. Tôi hy vọng bộ phận kinh doanh có thể tiếp tục đi khai thác thị trường. Giám đốc Đinh, thị trường bây giờ đang cạnh tranh rất gay gắt. Nếu như không có một cái giá nào ưu đãi hơn, e rằng nếu như chỉ có thể dựa vào giá thấp, vậy thì chỉ có thể năng lực nghiệp vụ của các cậu có vấn đề. Tôi không cần biết bộ phận kinh doanh dùng cách gì. Trong thời gian 2 tháng, nhất định phải làm lợi nhuận tăng 10%. 30% còn lại tôi sẽ phụ trách. Nếu không đạt tiêu chuẩn thì tự động từ chức. Alo mẹ. Con hãy nhanh chóng về nhà. Mẹ có chuyện muốn hỏi con. Alo.
Alo, mẹ, chỗ con tín hiệu không tốt, con sẽ về nhà ngay đây. Vân Hiếu, vội tan làm như vậy, đi đâu vậy? Anh đi tìm bạn học có chút việc công. Chắc chắn là việc công, chứ không phải là việc tư chứ. Linh Sang, sao vậy? Vân Hiếu, anh đừng lấy việc điều tra kẻ ăn cắp bản quyền sáng tác để tiếp cận Ngôn Hạ. Đừng quên, giữa chúng ta có hôn ước. Anh nghe không hiểu em đang nói gì. Không cần biết anh có hiểu không, nhưng đừng có làm ra chuyện có lỗi với em. Lên xe. Sao sắc mặt khó coi như vậy? Em cũng xem live stream rồi à? Cái thứ thấp kém dung tục đó, tôi mà thèm xem sao? Nhân vật nổi tiếng trên mạng đó chỉ vì thu hút lượng fan nên mới nói linh tinh trên mạng. Đừng tin. Tôi với Văn Hiếu lớn lên từ nhỏ cùng nhau. Tôi rất hiểu cậu ấy và cũng tin cậu ấy. Không nói những điều này nữa. Tối nay anh rảnh không? Điều này còn phải hỏi. Tôi là người rảnh nhất trong DI. Cậu muốn đi đâu, bất cứ lúc nào cũng tháp tùng. Giám đốc Đinh, anh đã đưa tôi về nhà an toàn rồi. Đã hài lòng chưa? Xuống xe làm gì? Theo dõi tôi. Anh có biết không, dáng vẻ của anh bây giờ rất giống một biến thái. Tôi chỉ có hẹn với một người ở đây. Ai cho phép anh hẹn người ta ở đây? Đây là địa bàn của tôi. Tôi cho phép chưa? Alo mẹ, con coi lời mẹ là không khí à? Con vừa mới. Mẹ không cần con giải thích. Con về nhà ngay cho mẹ. Vì để ngăn chặn việc ăn cắp bản quyền sáng tác, chỉ có thể giở thủ đoạn này thôi. Mẹ, chuyện gì vậy? Sao giận như thế chứ? Đừng sốt ruột, từ từ nói. Mệt chết còn mất. Chị bắt cá hai tay. Bắt cá hai tay. Cô có 5 phút. 5 phút là đủ rồi. Tôi muốn hỏi anh, người mẫu hàng đầu của DI Hứa Bạc Trần, anh ấy đã có bạn gái chưa? Chưa có. Vậy anh ấy có những ai? Cô đang điều tra hộ khẩu sao? Không phải, anh yên tâm. Người trông xinh đẹp như tôi tuyệt đối sẽ không hại người đâu. Cậu ấy có một người bố bị trúng gió, đang nằm trong viện. Con coi mẹ là người già mất trí à? Mẹ, con không có quan hệ gì với anh ta. Không có quan hệ thì có quan tâm con như thế không? Không quan hệ mà nằm ra đường như vậy à? Dừng lại. Đó là chuyện ngoài ý muốn. Mẹ không cần biết chuyện ngoài ý muốn gì hết. Dù sao, hai người con chỉ có thể chọn một người. Cái gì mà hai chọn một? Ý của mẹ là chị không thể bắt cá hai tay. Trong hai người, chọn một người. Chị tự xem đi. Liên thuyên cái gì vậy? Cái gì mà chọn một người? Không chọn được đúng không? Vậy thì mẹ chọn cho con. Mẹ thích cái người dáng cao đó. Mẹ, con lại thích người ôm chị kia. Con nghe cái gì thế hả? Một đứa bé như con thì hiểu cái gì? Không phải, con cũng là thành viên trong nhà. Chuyện quan trọng, con có quyền tham gia. Đủ lông đủ cánh rồi hả? Đó là do mẹ độc tài. Hôm nay mẹ sẽ cho con biết cái gì gọi là độc tài. Con không phải. Nói linh tinh. Chị nhanh giúp em với. Người đâu rồi? Ngôn Hạ. Đi đâu rồi? Ngày mai giao hàng. Tư Kỳ. Tư Kỳ này muốn chỉnh chết mình mà.
Đã dễ bao nhiêu bản thiết kế như vậy, mình mệt gần chết rồi, vậy mà vẫn nhận việc cho mình. Đừng trách cái tên biến thái đó. 3 tháng thử việc chỉ được lương cơ bản, vì cái hiệu may này liều thôi. Cười ngốc nghếch cái gì vậy? Nhận được tiền hay là quà tặng? Đều không phải. Vậy thì em cười ngốc nghếch cái gì? Cần cái tên biến thái nhanh quản sao? Anh đây là quan tâm em. Không cần anh quan tâm. Được. Nếu như em không nói với anh, anh sẽ... Em nói. Bởi vì em nói nhanh đi. Úp mở cái gì, nhanh lên. Em có hy vọng rồi. Hy vọng gì? Hứa Mặt Trần, anh ấy không có bạn gái. Ngôn Hạ gia nhập vào DI là do anh sắp xếp đúng không? Nếu như không phải anh, Văn Hiếu sẽ không thể nào ký hợp đồng thử việc 3 tháng đó. Tôi đứng trên lập trường của DI. Vì vậy cái gì? Anh muốn Ngôn Hạ thay thế tôi ở vị trí DI à? Cô thấy có khả năng không? Tôi nói anh nghe, tuyệt đối không thể. Đây là điểm mà tôi thích ở cô. Bất kể là lúc nào, cũng tràn đầy tự tin. Sự gia nhập của Ngôn Hạ là muốn kích thích sự đột phá của cô, chứ không phải thay thế. Bố tôi là người sáng lập DI. Tôi cũng hiểu rõ giá trị cốt lõi của DI muốn gì. Linh San, tôi chỉ nói nếu như có một ngày tôi thực sự trở thành lãnh đạo của DI, cô cũng sẽ ủng hộ tôi giống như cô ủng hộ Văn Hiếu chứ. Đúng là ngưỡng mộ Văn Hiếu. Có một vị hôn thê tốt như cô. Tại sao anh biết? Đừng quên mối quan hệ giữa Đinh Gia và Hứa Gia là gì. Chuyện này có thể giấu được hết nhân viên của DI, nhưng không giấu được tôi. Thật sự hy vọng bản thân mình không biết, ít nhất có thể dũng cảm theo đuổi. Mặt Trần, cho dù tôi với Văn Hiếu, dừng lại. Những lời phía sau tôi không muốn nghe. Tôi yêu đơn phương cô thì cô không thể phản đối chứ. Những mẫu thiết kế lần này tuy rằng không được thời trang, nhưng lại có chỗ đặc biệt của riêng nó. Những nhà thiết kế của các cậu rất có khả năng tự lực kiểm điểm đấy. Lần thiết kế này không sửa được những khuyết điểm, không thuận tiện, mà còn có thể kết hợp được phong cách truyền thống với phong cách thịnh hành phương Tây. Cậu xác định người thiết kế này là tay mới, chưa từng được đào tạo chính quy chứ? Thời gian cũng không còn sớm, đừng uống nữa, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Anh yên tâm, tôi không sao. Có tâm sự thì đừng kìm nén, nói ra sẽ dễ chịu hơn. Tôi là người lắng nghe tốt nhất, cũng là người giữ bí mật tốt nhất. Tôi không có tâm sự, tôi chỉ muốn uống rượu một cách thoải mái. Vậy được thôi, xin hầu đến cùng. Phục vụ.